Rồi chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với khóa học ghi úp công nghiệp từ A tới Z bên mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng tool QuickSort để tải các video view về trên Facebook về nha các bạn. Là chúng ta tải cả ngàn video về chỉ cần khoảng 15-20 phút thôi. Thì đầu tiên thì chúng ta vào chúng ta mở tool qua nhé. Mở tool ra. Rồi chúng ta vào cái phần này đây. Vào phần tài khoản chúng ta login vào. Cái phần này là ở bài trước đã có nói rồi nhé. Rồi chúng ta vào Facebook, mở trình duyệt Facebook lên. Đấy. Mở trình duyệt Facebook lên. Cho nó chạy. Rồi xong cho nó xuống dưới này đi, cho nó gọn. Rồi ta vào cái phần download video và download video view Facebook đây. Đấy, tôi xóa cái phần này đi, link cũ. Rồi tiếp theo tôi sẽ vào Facebook đây. Thì Facebook chúng ta hãy bấm vào cái nút video đây, đấy. Rồi video, chúng ta chọn view. Còn đây chúng ta cứ lướt của chúng ta kiếm cái trang nào mà chúng ta muốn tải về thôi. Đây rất là nhiều cái này nha. Trang rất là nhiều. Đây chúng ta lưu ý chỗ này có Instagram chúng ta không tải được nha. Instagram mình sẽ hướng dẫn sau. Rồi chúng ta sẽ lướt đây. Có rất là nhiều video review đây. Chúng ta muốn tải cái kênh nào thì chúng ta vô thôi. Đó, bạn thấy là rất là nhiều nhé. Ví dụ như tôi, ví dụ thị phạm cái kênh này đi. Tôi vào kênh này. Các bạn có thể tìm kiếm trên thanh tìm kiếm rất là nhiều nha, theo chủ đề đâu thì tùy các bạn thôi. Đây, kênh này. Rồi tôi chọn chọn copy cái link này nha. Rồi tôi dán vào trong tool đây. Tôi dán vào. Rồi đây tôi chọn số video muốn lấy. Tôi chọn 300 đi. Rồi bỏ chạy. À, ở ngoài này chúng ta phải tạo cái thư mục riêng. Thư mục ở ngoài này tôi sẽ tạo thư mục là test đi. Test thế à. Test. Rồi chạy, chọn vào thư mục. Đấy, ở đây nó sẽ load một tí nha. Rồi nó chạy tùy vào số lượng video của kênh thôi. Nó chạy hết rồi nó mới down. Đây, nó bắt đầu nó chạy nha. Ta xem này. Kênh nhiều video thì nó load lâu. Rồi tùy vào có hình máy các bạn nữa. Nó quét qua một lần. Rồi bắt đầu nó chạy rồi đây. Đấy, các bạn thấy nó một tốc độ download một cái video nó rất là nhanh nha. 1 giây, 2 giây, 3 giây là xong. Đấy, nó download qua nè. Thì với số lượng 1.000 video thì tôi nghĩ với cấu hình máy các bạn mạnh thì download khoảng 15 phút, 20 phút là xong thôi. Đây, nó lên video liên tục này nha. Chúng ta xem. Nó mở lên. Mở cái video lên, chúng ta xem thử nha. Các bạn thấy nó download liên tục thấy không? 1 giây, 2 giây là xong một cái video. Ở đây tôi mở lên. Các bạn thấy cái video này nó có cái TikTok này không? Tức là nó đã lấy cái video này từ TikTok có đăng lên nè, cái chủ kênh đó. Thì chúng ta cứ lần vào cái tên như đây thôi. Ví dụ tôi muốn lấy, ta lần vào cái tên TikTok đấy. Lần vào cái tên rồi ta vào TikTok ta tìm. Xong rồi ta sẽ download video trên TikTok. Lấy tên đây. Như bài trước mình hướng dẫn. Đó, này tôi chỉ thi phạm để lấy ví dụ cho các bạn xem thôi. Thì ở đây tôi tắt cái này đi. Ở đây các bạn thấy nè. Nó download bây giờ là 25 trên 100 mấy, 157. Các bạn thấy cái tốc độ download khủng khiếp không? Thì các bạn làm như thế này, download như thế này, chỉnh sửa sau này sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa rất là nhanh. Chan đuôi hoặc là thêm này thêm kia rất là nhanh. Chúng ta làm công nghiệp như thế này thì chúng ta mới kiếm được nhiều tiền nha các bạn. Và sau này upload lên cũng rất là nhanh. Quản lý, các bạn có thể quản lý 10, 20, 30 kênh TikTok là chuyện bình thường. Đấy. Ở đây các bạn thấy những video này nè. Video này nó không có cái chữ TikTok tức tỏ chứng tỏ là họ tự đăng lên, họ không có qua cái app TikTok nha các bạn. Đây. Bạn thấy video đăng nè, vào cái tôi thấy nhanh không? Thì làm công nghiệp à. Đấy. Làm công nghiệp như thế mới có tác dụng nha các bạn. Rồi, tôi tắt hết này, bỏ hết. Xóa hết những cái này nha. Cái này làm ví dụ cho bạn xem thôi. Xóa hết. Đây, xong tôi mở lại tôi. Tôi sẽ download video theo cái fanpage cho các bạn xem. Mở tôi lên nha. Rồi chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ login vào. Chọn cái tài khoản. Sao nạp profile. Đây. Facebook vào. Rồi vào download đây. Xóa cái mấy cái đường link này đi. Rồi tôi vào lại trang Facebook đây. Trang Facebook của tôi. Ở đây ví dụ như các bạn bán hàng thời trang á, muốn lấy video view thời trang á, thì tôi sẽ đánh đây, search thời trang.
thì các bạn muốn bán ngành hàng nào các bạn bán nha. Tôi sẽ tìm các shop mà người ta chuyên về reel để người ta bán thời trang, chỉ reel thế các bạn, cái video bình thường nó không đâu về đâu. Ví dụ như thời trang day shop này đi, vào xem thêm nè, chúng ta lướt cái phần này, lướt kiếm cái từ reel cho tôi. Đối với những cái trang fanpage mà không có từ reel chúng ta không có đau được nhé, video chúng ta không đau được đâu, về cái phần mềm này nó chuyên về reel thôi. Rồi xem tất cả đây, đây ví dụ như shop thời trang này đi, chúng ta vào thì các bạn có nhu vào các bạn vào xem thêm nữa đây, xem thêm này, có reel thì chúng ta lấy nha, kiếm có cứ reel đấy. Thì các bạn bán thời trang á, chúng ta có thể lấy những cái video này xong chúng ta quay thời trang á, chúng ta lấy xong rồi chúng ta thêm cái logo của mình vô, thêm cái số điện thoại của mình vô, thì người xem người ta đang xem trên các nền tảng mạng xã hội á, người ta thấy người ta sẽ liên hệ vào cái số điện thoại của mình để chúng ta người ta hỏi mua hàng. Đó là cách làm marketing của các bạn rất là đơn giản và không tốn kém nha các bạn. Đây, ta vào cái shop này đây. Ví dụ nha. Thì trong quá trình buôn bán các bạn sẽ biết cái shop nào là nó có view nhiều. Rồi chúng ta kéo ra. Rồi không có. Ta vào shop này đi. Buôn bán mặt hàng nào á, ví dụ các bạn bán đồ chơi trẻ em hay gì đó, để các bạn quyết định sẽ biết cái shop nào là có view. Ở đây tôi tìm đại thôi nên nó hơi lâu. Đây có view đây. Bạn thấy không? Tôi bấm vào view đây. Bấm vào view xong các bạn thấy có view đây. Này cũng ít view thôi. Rồi chúng ta sẽ chọn cái đường dẫn ở trên. Sao chép. Rồi bỏ vào tool thôi. Bỏ vào tool rồi chạy. Chọn số lượng. Ở đây chọn ấy thôi. Đấy. Rồi bỏ nó chạy nhá. Rồi các bạn xem nó chạy đây. Thì đối với khi mà chúng ta chọn ít video thì sẽ nó sẽ quét rất là nhanh. Đấy. Lên ở đây ở cái nít này nó chỉ có 15 cái reel thôi. Này chạy đơn giản thôi các bạn. Rồi chúng ta ra ngoài đây. Đấy, các bạn thấy là các nick thời trang này chúng ta có thể đem về, chúng ta có thể thêm logo, chỉnh sửa để nó thành cái view của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ đăng lên cái nền tảng mạng xã hội như là TikTok nè, Facebook hoặc là YouTube, và trên cái logo của mình có số điện thoại thì người mua sẽ liên hệ với chúng ta. Đấy. Rồi các bạn, cảm ơn các bạn đã đón xem nhé. Các bạn thấy hay có thể cho mình một like và nhớ đăng ký kênh của mình. Mình có các dịch vụ trên kênh của web của Thiện Nguyễn, mời các bạn xem nhé.